Mẫu đen này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 New. Mình sẽ quay chính diện để mọi người thấy rõ được hết cái hiệu ứng của đèn. Mẫu đèn này mọi người có thể mua để trang trí trong phòng karaoke gia đình, trang trí ở những phòng bay, những phòng nghe nhạc sôi động, hoặc là trang trí ở những buổi tiệc party tại nhà. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhiều và chạy auto tự động. Mẫu đèn này được thiết kế rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng keo lắp. Nó rất là tiết kiệm điện. Nó được kết hợp giữa đèn LED QWERTY 7 màu và đèn laser. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.